ta tiếp tục ha. À, chúng ta quay lại phần bài tập của chương 17 ha, nợ phải trả ngắn hạn, nợ tiềm tàng. Các bạn mở ra bài tập 17.6 ha. À, thì trong bài tập này chúng ta sẽ ôn lại các vấn đề có liên quan đến các khoản nợ phải trả người bán, cũng như là các khoản nợ thuế nhà nước vân vân mà chúng ta cùng kiểm tra qua. Thì đầu tiên là bút toán thứ nhất thì cũng rất đơn giản, đó là đầu năm chúng ta sẽ kê khai và nộp thuế môn bài. Thì thật ra thì hiện tại bây giờ đó thì chúng ta có ba mức thuế môn bài, đó là 1 triệu, 2 triệu và 3 triệu, thì không có mức 5 triệu đồng, nhưng mà đây chúng ta là bài tập. Thì như vậy là số thuế môn bài phải nộp thì các bạn sẽ ghi nhận nó vào chi phí quản lý doanh nghiệp ha, các bạn ghi nhận vào khó 333 338. Và đề bài cho biết là chúng ta sẽ nộp thuế môn bài bằng tiền mặt, chúng ta sẽ ghi có tài khoản 111 ha. Còn trong thực tế thì các bạn sẽ lên trang thuế điện tử, các bạn nộp trực tiếp cái số thuế môn bài trên tài khoản các bạn ha, và chúng ta nộp qua tài khoản tiền gửi ngân hàng. Thì đó là cái nghiệp vụ số 1, đó là số thuế môn bài mà chúng ta sẽ phải nộp. Nhưng mà thì khi nộp thuế môn bài thì chúng ta có phải nộp tờ khai thuế môn bài không? Đó không? Thì cái tờ khai thuế môn bài nó chỉ nộp lần đầu tiên, đúng không? Đầu tiên khi chúng ta bắt đầu kinh doanh, hoặc là nếu các bạn thay đổi vốn điều lệ và dẫn đến thay đổi cái mức thuế môn bài thì các bạn sẽ phải nộp lại cái tờ khai thuế môn bài. Còn sau khi bạn đã nộp cái tờ khai lần đầu thì các lần sau nếu không có thay đổi vốn điều lệ thì bạn chỉ có nộp thuế chứ không có nộp tờ khai thuế. Và theo quy định thì nếu chúng ta thành lập doanh nghiệp trong năm, ví dụ là năm nay, ví dụ như là ngày 13 tháng 7 năm 2024 chúng ta thành lập một doanh nghiệp, thì trong năm 2024 chúng ta sẽ được miễn thuế môn bài. Và như vậy thì bạn sẽ bắt đầu nộp tờ khai thuế môn bài lần đầu là cho năm 2025, nghĩa là deadline của bạn là ngày cuối cùng của tháng thứ nhất của năm 2025 bạn nộp cái tờ khai môn bài đầu tiên, đúng không? Và bạn nộp thuế. Tiếp các bạn ha, nghiệp vụ số 2. Nghiệp vụ này thì chúng ta có một cái tình huống là chúng ta bán hàng trong nước, một cái lô hàng có giá vốn là 100. Lô hàng này chịu thuế suất là 10%. Và như vậy thì tổng trị giá lô hàng là 110. Và giờ theo đề bài thì chúng ta thu trước một nửa, bao gồm là thu bằng tiền mặt là 22 triệu, thu bằng tiền ở ngân hàng là 33 triệu và phần còn lại chúng ta cho khách hàng trả chậm. Chúng ta treo trên tài khoản một bằng. Thì như vậy thì trong môn kế toán tài chính thì bạn định khoản như vậy thì cũng tạm chấp nhận được. Tuy nhiên là sau này khi bạn học trong những môn học khác nữa, ví dụ như là bạn học trong môn hệ thống thông tin tế kế toán, thì bạn phải trình bày cái lưu trữ chứng từ. Thì nếu chúng ta định khoản như vậy thì chúng ta không thể nào làm được ha. Thì bút toán này thì nó chỉ có trên lớp khi mình đầu mình nói chuyện với nhau. Còn trong thực tế thì không có. Thực tế người ta sẽ làm như thế nào? Thì đầu tiên là cái nghiệp vụ này thì bạn sẽ qua cái bút toán thứ nhất, đó là căn cứ vào hóa đơn bán hàng, đúng không? Để bạn ghi nhận doanh thu. Và như vậy là bạn tạm treo công nợ trên tài khoản 131. Thì bạn chứng từ thứ nhất của bạn có là gì? Hóa đơn bán hàng. Thứ hai đó là bạn thu bằng tiền gửi ngân hàng là 33 triệu. Và chứng từ thứ hai của bạn là gì? Giấy báo có. Giấy báo có là chứng từ xác nhận cái số tiền đã chuyển vào tài khoản của mình tại ngân hàng. Như vậy là căn cứ vào giấy báo có, bạn ghi bút toán là nợ 112 và có 131, số tiền là 33. Ngoài ra đó thì khách hàng còn thanh toán cho chúng ta bằng tiền mặt. Như vậy chúng ta lại có tiếp cái chứng từ thứ ba là gì các bạn? Phiếu thu tiền, đúng không? Như vậy thì căn cứ vào phiếu thu tiền thì các bạn sẽ ghi tiếp bút toán là nợ tiền và có 131. Như vậy thì sau khi chúng ta ghi ba bút toán này thì trên tài khoản 131 cái phần dư nợ nó chính là gì? 50% còn lại mà chúng ta chưa thu từ khách hàng. Thì đây bút toán này thì nó gắn liền, nó sát thực tế hơn. Tuy nhiên là khi bạn đi thi cho môn học kế toán tài chính, bạn làm bài thì bạn có thể ghi như vậy cũng chấp nhận được. Còn cái mà thầy vừa nói thì nó sẽ sát thực tế ha, cũng như là nó sẽ giúp các bạn hiểu được là khi mình học trong môn hệ thống thông tin kế toán, mình trình bày cái phần lưu trữ chứng từ thì mình sẽ hiểu được là tại sao nó lại có những chứng từ như vậy, mà trong môn kế toán tài chính thì lại nói là chỉ có một định khoản. Thì lý do là thực sự nó là như cái phần thực tế mà chúng ta vừa tham khảo. Rồi tiếp,
Ở câu tiếp theo ấy, thì chúng ta có một cái nghiệp vụ là chúng ta xuất khẩu trực tiếp một lô hàng. Thì vào thời điểm chúng ta xuất khẩu ấy, thì chúng ta có hai cái tỷ giá, đó là tỷ giá giao dịch thực tế. Thì cái tỷ giá này ấy, thì chúng ta sẽ căn cứ vào tỷ giá tại cái ngân hàng thương mại mà chúng ta mở tài khoản tiền gửi ngân hàng là ngoại tệ. Và như vậy thì khi bạn tham khảo ở mỗi ngày, đúng không, bạn vào trang web của ngân hàng thì bạn đều có hai tỷ giá, đó là tỷ giá mua và tỷ giá bán. Ngoài ra thì khi mà nhân viên của mình ra cảng, nhân viên giao nhận của mình ra cảng để hoàn thành thủ tục hải quan đó, thì cái giá trị lô hàng để làm cơ sở để xác định các khoản thuế phải nộp đó, thì được tính theo cái tỷ giá, đó là tỷ giá tính thuế. Thì trên bảng thì bạn thấy là thầy có bôi highlight hai cái tỷ giá, thứ nhất đó là tỷ giá mua và thứ hai là tỷ giá tính thuế 23. Như vậy là đó là hai tỷ giá mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái nghiệp vụ này. Đầu tiên đó là tại sao chúng ta có hai cái tỷ giá thực tế, là tỷ giá mua là 22.500 và tỷ giá bán là 22.800, mà ở đây là chúng ta dùng tỷ giá là tỷ giá mua. Thì cái này mình đã học trong kế toán tài chính căn bản 2 rồi, đúng không? Thì đây là nghiệp vụ chúng ta xuất khẩu. Xuất khẩu thì chúng ta thường hay nói với nhau đó, là nghiệp vụ bán. Thì nếu mà nó giao dịch bằng ngoại tệ thì chúng ta sẽ sử dụng tỷ giá gì? Mua. Cứ là nghiệp vụ bán, đúng không? Thì khi hạch toán bạn dùng tỷ giá mua. Còn ở đây thì nếu chúng ta phân tích đó, thì nghiệp vụ xuất khẩu này đó, nó sẽ tạo ra cái luồng tiền vào tài khoản của mình. Mà về mặt quản lý ngoại hối thì ngân hàng thương mại họ sẽ mua lại cái số ngoại tệ của mình. Và như vậy là khi họ mua lại thì họ sẽ quy đổi cái số ngoại tệ này theo tỷ giá gì? Mua hay bán? À, mua. Đúng không? Như vậy là hai cách phân tích thì đều dẫn đến là chúng ta sẽ dùng tỷ giá mua. Còn trong thực tế đó, khi phát sinh nghiệp vụ này thì bạn cũng chẳng cần phải lựa chọn tỷ giá, là bởi vì là khi mà ngân hàng họ ghi tăng cái số tiền trên tài khoản của bạn thì người ta đã ghi bằng tiền Việt Nam rồi, và người ta có luôn cái tỷ giá để quy đổi. À, thì như vậy thì bạn muốn kiểm tra lại là ngân hàng họ dùng tỷ giá nào thì bạn có thể vận dụng các cái kiến thức mà chúng ta đã nắm, cũng như là các bạn có thể tra trên trang web của ngân hàng cái tỷ giá mua và bán của ngày hôm đó, thì người ta sẽ dùng tỷ giá mua. Tuy nhiên là cũng có thể là nó chưa chắc nó bằng đúng tỷ giá mua họ công bố trên trang web, bởi vì là họ sẽ dùng cái tỷ giá vào thời điểm nó phát sinh cái nghiệp vụ giao dịch, nó sẽ có cái sự chênh lệch. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta thấy là có hai cách để hạch toán trong trường hợp là chúng ta nhập khẩu trực tiếp. Tùy thuộc là chúng ta đã xác định ngay được số thuế nhập khẩu phải nộp ngay từ thời điểm mà chúng ta hoàn thành các thủ tục hải quan nhập khẩu hay chưa. Thì đầu tiên là cách thứ nhất là chúng ta không tách ngay được số thuế xuất khẩu phải nộp. Thì lúc đó thấy là gì? Chúng ta sẽ ghi bút toán là nợ 131 và có 511. Như vậy là bạn thấy là cả hai tài khoản 131 và 511 á, là chúng ta đều ghi tăng. Và ghi tăng thì chúng ta phải ghi theo tỷ giá giao dịch thực tế. Và chúng ta dùng cái tỷ giá mà thầy bôi highlight trên bảng, đó là tỷ giá màu vàng. Và như vậy là bút toán này bạn thấy là cả hai bên nợ 131 và có 511, chúng ta ghi theo cùng một tỷ giá, nên nghiệp vụ này là không phát sinh trên là tỷ giá. Tiếp theo là chúng ta xác định số thuế xuất khẩu phải nộp. Thì số thuế xuất khẩu phải nộp á, thì bạn lại tính theo cái tỷ giá tính thuế, mà tỷ giá tính thuế là tỷ giá màu xanh 23.000, và thuế xuất khẩu phải nộp 3334 là một khoản làm giảm trừ doanh thu của doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu. Và do vậy là chúng ta sẽ ghi nợ 511. Và như vậy là số thuế xuất khẩu phải nộp mà tính ra nó sẽ là 11.500.000. Được chưa các bạn? Bây giờ đó là cách thứ nhất ha. Cách thứ hai, nếu bạn tách ngay được số thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm bạn làm thủ tục để xuất khẩu, thì bây giờ bút toán này nó lại được viết lại như sau, và cái kết quả, cái số tiền nó cũng giống như vậy. Lúc này chúng ta lại gom hai bút toán hồi nãy gom chung, đó là bạn sẽ ghi nợ 131, ghi có 511 và ghi có 3333. Thì cũng tương tự, nợ 131 này là mình ghi tăng, vậy thì mình sẽ ghi theo tỷ giá gì? Thực tế là tỷ giá mua. 3333 là số thuế xuất khẩu phải nộp, và chúng ta sẽ ghi theo cái tỷ giá tính thuế là tỷ giá 23. Vậy phần chênh lệch giữa nợ 131 và có 3333 nó chính là gì? Phần còn lại đó chính là doanh thu xuất khẩu sau khi đã trừ đi số thuế xuất khẩu phải nộp. Và như vậy thì bạn sẽ tính ra được số tiền cụ thể đây. Bấm máy ra.
thì đó chính là chênh lệch giữa hai số tiền bên nợ 131 và bên có 3333. Thì như vậy là cho dù là bạn ghi nhận theo cách 1 hay cách 2 thì doanh thu của hoạt động xuất khẩu nó cũng đều như ghi nhận cả hai cách tính. Được chưa các bạn? Tiếp ha. Tiếp theo là nghiệp vụ bán hàng qua đại lý ha. Thì trong thực tế thì nó có nhiều hình thức bán hàng qua đại lý ha. Nhưng mà bạn lưu ý là cái trường hợp mà chúng ta bàn trên lớp ở đây á, là chúng ta bán hàng qua đại lý theo cái hình thức á, là giống như là mình ký gửi hàng cho đại lý bán hàng, và sau khi mà đại lý đã bán được hàng đó thì họ sẽ gửi bản bản kê để mình xuất hóa đơn cho khách hàng. Và như vậy là thu nhập của đại lý á, là họ không có thu nhập, là bởi vì là mình quy định là bán giá nào họ bán đúng giá đó, và như vậy là mình sẽ phải cho họ cái khoản hoa hồng. Thì như vậy bạn thấy là sau khi đại lý đã bán được hàng, họ gửi bản kê vào cho mình, thì mình sẽ ghi nhận gì? Giá vốn số hàng đã bán. Ở đây là trong cái bài tập này thì không có thông tin về giá vốn, tại chỉ để bút toán là nợ 632 và có 157. Mình để 157 là bởi vì là cái số hàng này á, là mình đang gửi tại kho của đại lý, gọi là hàng gửi đi bán. Và thứ hai á, là mình ghi nhận doanh thu bán hàng. Thì doanh thu bán hàng thì theo thông tin đề bài đúng không? Bạn bấm máy ra thì nó sẽ là 72.500.000. Rồi, thuế giá trị gia tăng đầu ra là 10% và tổng số tiền chúng ta phải thu từ đại lý ha, 131X đại lý của mình là 797.550. Như vậy là chúng ta xuất hóa đơn. Đây là hóa đơn chúng ta xuất cho cái khách hàng của chúng ta. Cái người mà đại lý đã bán được hàng. Bởi vì là mình là cái người trực tiếp bán hàng, đúng không? Mình xuất hóa đơn cho khách hàng. Còn đại lý là họ đứng trung gian mà, đúng không? Họ không có xuất hóa đơn. Tuy nhiên là cái mặt hàng mình bán ra ở đây á, là nó thuộc cái đối tượng là chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Cho nên là ở đây chúng ta sẽ phải tính tiếp cái khoản thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Thì như vậy bạn lại vận dụng chút chút về kiến thức thuế. Thì chúng ta lưu ý là cái giá 72.500.000 là giá không có thuế giá trị gia tăng. Nhưng mà trong cái giá này á, là nó đã bao gồm có thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất là 45%, đúng không? Và như vậy á, để xác định cái giá mà chưa có thuế đặc biệt á, thì bạn sẽ lấy gì? Lấy 72.500.000, bạn chia cho đấy, chia cho tổng của 1 cộng 45%, đúng không? Thì bạn sẽ có được cái giá trị chưa thuế đặc biệt là 50 triệu, đúng không? Bạn kiểm tra lại. Rồi chúng ta tính được không? Được chưa? Là mấy ông 50 triệu. Lấy 72.500.000 chia cho 1 cộng 45%, đúng không? Là chia cho 1,45 thì bạn sẽ có được cái là 50 triệu. Thì 50 triệu đó là giá gì? Giá không có thuế tiêu thụ đặc biệt, đúng không? Vậy lấy cái giá 50 triệu này bạn nhân 45% thì bạn sẽ ra được số thuế tiêu thụ đặc biệt. Thì mình nhớ là gì? Nếu cái giá này là giá đã có thuế, mình biết thuế suất, mình muốn tính ra giá chưa thuế rất đơn giản, cứ lấy giá có thuế chia cho 1, đúng không, cộng cái thuế suất đó, đúng không, thì mình sẽ ra được con số. Thì con số này là giá trị chưa có thuế, và lấy giá chưa thuế nhân ngược lại thuế suất thì chúng ta sẽ ra được cái số thuế mà chúng ta phải nộp. Và như vậy thì mình tính ra được số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ở đây là khâu bán hàng nha bạn. Thì như vậy thì cái khoản thuế này á, làm cái khoản làm giảm trừ doanh thu của doanh nghiệp có hoạt động bán hàng. Bút toán sẽ ghi là nợ 511 và có 3332 thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng trong nước. Đừng nhầm lẫn ha, đối với thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu nha, thì cái đó là tính vào giá trị hàng nhập khẩu. Còn đây là thuế đặc biệt phải nộp của hàng bán trong nước, thì nó lại trừ vào doanh thu, đúng không, của doanh nghiệp, trừ vào doanh thu. Rồi tiếp, hoa hồng chúng ta trả cho đại lý, đúng không?
Thì tổng trị giá lô hàng mà mình bán qua cái đại lý này là 79 triệu 750. Và theo thông tin đề bài đó thì chúng ta sẽ cho họ hưởng là 5%. Vậy thì bạn thấy là mình cũng tách thuế theo giá trị chưa thuế, đây là 72 năm 500 đúng không? Và chúng ta ghi nhận là nợ 641 là 5% của trị giá chưa thuế. Tiền thuế thì bạn cũng 100% của thuế giá trị tiền 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 thuế, và cuối cùng là tổng số tiền mà chúng ta phải trả về hoa hồng cho đại lý màu xanh đó là 3 triệu 985 500. Bạn có thể bấm máy kiểm tra lại con số. Đồng ý. Tất cả đều ra được cái số màu xanh tươi phải không? 3 triệu 985 500 987 500 à. Rồi cuối cùng là chúng ta thu tiền từ đại lý thì bạn nhìn lại nè. Tổng số mình phải thu đại lý màu vàng là 79 750 đúng không? Nhưng mà mình cho đại lý hưởng hoa hồng là 5% là 3987 500. Vậy thì mình sẽ thu số tiền còn lại. Đấy. Thu tiền còn lại. Kịp các bạn. Đó, đồng ý ha. Rồi. Tiếp tục kiểm tra tiếp rồi. Bây giờ chúng ta lại có nghiệp vụ nhập nhập khẩu ha, nhập khẩu. Rồi, như vậy thì cũng tương tự nghiệp vụ xuất khẩu thì vào thời điểm mà chúng ta nhận hàng thì bạn cũng có hai tỷ giá. Thứ nhất là chúng ta vào trang web của cái ngân hàng mà chúng ta đang mở tài khoản tiền gửi ngân hàng là ngoại tệ thì chúng ta cũng có hai tỷ giá, đó là tỷ giá mua và tỷ giá bán. Nhưng mà đây là nghiệp vụ nhập khẩu, cho nên là chúng ta thường hay nói với nhau là gì? Nghiệp vụ mua mà bằng ngoại tệ thì mình dùng tỷ giá gì? Bán, đúng không? Mua thì dùng tỷ giá bán, nghiệp vụ bán dùng tỷ giá mua. À, tuy nhiên là nó chỉ chính xác cỡ 99% và nó sẽ có cái trường hợp đặc biệt. À, hoặc là mình có thể phân tích là gì? Đây là nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp và tôi sẽ phải cần tiền để tôi thanh toán cho đối tác ở nước ngoài. Nhưng mà do là cái số tiền là ngoại tệ khi mà nó vào tài khoản của tôi đó, thì ngân hàng thương mại họ đã mua. Và bây giờ tôi sẽ mua lại ngoại tệ từ ngân hàng thương mại để tôi trả tiền hàng cho người bán nha. Vậy thì khi mà tôi mua ngoại tệ ngân hàng thương mại đó thì ngân hàng thương mại sẽ bán ngoại tệ cho tôi. Và khi họ bán cho tôi họ dùng tỷ giá gì? À, tỷ giá bán. Hai cách phân tích đúng không? Cách nào cũng dẫn đến là tỷ giá màu vàng, tỷ giá bán ha. Thứ hai đó là khi chúng ta nhập khẩu thì nó sẽ có các khoản thuế phát sinh trong quá trình nhập khẩu. Và chúng ta sẽ tính theo cái tỷ giá tính thuế do hải quan quy định. À, hải quan người ta nói là tính thuế theo tỷ giá là 23 và chúng ta dùng hai tỷ giá trên bảng. Màu vàng đó là tỷ giá thực tế, màu xanh đó là tỷ giá tính thuế. À. Rồi bây giờ chúng ta cùng hạch toán ha. Đầu tiên đó là chúng ta xác định cái giá trị số hàng nhập khẩu trên sổ kế toán. Như vậy thì trên sổ kế toán giá trị hàng nhập khẩu, ở đây là chúng ta nhập khẩu nguyên vật liệu. Nên bạn sẽ quy đổi đúng không? Quy đổi cái số lượng ngoài số lượng hàng hóa mà chúng ta mua vào theo tỷ giá là tỷ giá bán. Tỷ giá 28.800. Và như vậy thì trên sổ kế toán đó, trị giá hàng nhập khẩu của mình nó sẽ là 228 triệu. Trên sổ kế toán của mình. Nhưng mà khi nhân viên của mình đó, nhân viên giao nhận của mình ra cảng để hoàn thành thủ tục hải quan đó thì họ sẽ phải xác định cái trị giá để tính tính thuế, thì trị giá tính thuế lại được tính giống vậy nhưng mà theo tỷ giá màu xanh là 23. Và như vậy thì cái trị giá lô hàng này khi tính thuế thì nó lại là bao nhiêu? 230 triệu. Và với thuế suất là 10% thì thuế nhập khẩu phải nộp là 23 triệu. Tới đây đồng ý không? Cho nên là lưu ý là giá trị cái hàng nhập khẩu trên sổ kế toán có thể khác giá trị của lô hàng nhập khẩu đó trên tờ khai hải quan, bởi vì hai tỷ giá sử dụng khác nhau. À, trên sổ kế toán là dùng tỷ giá màu màu vàng là tỷ giá bán của ngân hàng, còn trên tờ khai là cái tỷ giá do bên hải quan người ta quy định. À, thật ra không phải họ quy định mà nó từ kho bạc. À, người ta quy định cái tỷ giá dùng để hạch toán trong trong tháng, trong quý, vân vân. Kịp không các bạn? Rồi.
Bây giờ sau khi mình tính được số thuế nhập khẩu phải nộp thì mình tính được tiếp số thuế môi trường. Như vậy là mình nhập khẩu là 1.000 đơn vị và thuế môi trường của mỗi đơn vị là 500 đồng. Vậy thì thuế môi trường tổng tổng số tuyệt đối nó sẽ là 500 ngàn. À, thuế môi trường có thuế xuất, à, nó có số tiền tuyệt đối. À, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu là thuế có thuế xuất, là theo thuế xuất. Còn thuế môi trường là số số tiền tuyệt đối. À. Rồi tiếp theo đó là mặt hàng này nó còn chịu thuế giá trị gia tăng. À. Vậy thì thuế giá trị gia tăng thì ở đây bạn thấy là ở đây thì thầy cũng đã sắp xếp theo thứ tự. À, như vậy thì cái thuế giá trị gia tăng là cái thuế chúng ta tính sau cùng. Và như vậy thì để xác định cái số thuế giá trị gia tăng phải nộp với thuế suất là 5% thì rất đơn giản. Bạn chỉ cần cộng lại tất cả những cái khoản mà mình đã vừa tính toán. Như vậy là tôi sẽ cộng lại gì? Thứ nhất là tôi lấy giá trị tính thuế của hàng nhập khẩu là 230 triệu. Tôi cộng với lại số thuế nhập khẩu mà tôi vừa tính hồi nãy ở trên 10% cái gì? 10% của 230 triệu là 23 triệu. Và tôi vừa mới tính số thuế môi trường mà tôi phải nộp khi tôi nhập lô hàng này là 500 ngàn. Như vậy là tôi cộng hết lại thì tôi sẽ có được con số là 253.500. Như vậy thì tôi sẽ nhân với thuế suất là 5% và tôi tính ra được số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hàng nhập khẩu. Và tôi ghi bút toán là nợ 133 và có 33312. Thì bạn thấy giờ chỉ cần nhớ liền, khi xác định các khoản thuế phải nộp trong quá trình nhập khẩu thì bạn chỉ cần là bước sau, bạn lấy các bước trước cộng hết lại và bạn nhân với thuế suất là xong. Thì bạn thấy một cái điểm cần lưu ý là hai cái khoản thuế nhập khẩu và thuế môi trường á, thì mình ghi nhận vào giá trị hàng nhập khẩu, đúng không? Đối ứng nó là 152. Nhưng mà thuế giá trị gia tăng phải nộp của hàng nhập khẩu á, thì nó là một khoản thuế được hoàn lại. Bởi vì số thuế giá trị gia tăng mình nộp ở khâu nhập khẩu nó sẽ trở thành là thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng nhập khẩu. Cho nên là chúng ta sẽ ghi nó vào 133. Đây là thuế được hoàn lại. Nên thấy là chú ý phần hạch toán ha, hai khoản thuế đầu, thuế nhập khẩu, thuế môi trường là thuế không được hoàn lại. Và nó phải tính vào giá trị hàng hóa mua vào, hàng hóa nhập khẩu. Còn thuế giá trị gia tăng phải nộp của hàng nhập khẩu thì nó trở thành là thuế đầu vào 133 được hoàn lại. Thưa các bạn ha. Rồi sau đó thì chúng ta vay ngân hàng để nộp các khoản thuế phát sinh. Vay ngân hàng chúng ta ghi bút toán là nợ 3333 thuế nhập khẩu, nợ 33381 thuế môi trường, nợ 33312 thuế giá trị gia tăng phải nộp của hàng nhập khẩu. Và vay ngân hàng bạn dùng tài khoản 341. À, 341 nó có hai khoản chi tiết, đó là 3411 là vay ngân hàng, còn 3412 là nợ thuế tài chính. Ở đây mình dùng tài khoản là 3411. Được chưa? Đó, này mình ôn lại kế toán tài chính căn bản 2 đúng không? Tỷ giá, nhập khẩu, xuất khẩu, vân vân. Thế các bạn ha. Rồi. À, tiếp theo ở câu số 4 thì chúng ta có cái nghiệp vụ là chúng ta trả lại một cái lô hàng mà mình đã xuất khẩu ở tháng 1, câu số 4. Thì đây là đầu tiên để bạn dễ hình dung thì chúng ta sẽ nhìn qua cái nghiệp vụ mà phát sinh ở tháng 1 trước ha. Bạn thấy đây, tháng 1. Thì trong tháng 1 chúng ta có xuất khẩu một lô hàng. À, thì cũng giống như hồi nãy ở cái câu trên đó, là nghiệp vụ xuất khẩu thì chúng ta thấy là gì, mình cũng phải lựa chọn các tỷ giá để sử dụng. Thì đây là nghiệp vụ xuất khẩu, là nghiệp vụ bán, cho nên là khi lựa chọn tỷ giá mua hoặc là tỷ giá bán của cái tỷ giá thực tế thì bạn nhớ là nghiệp vụ bán nên mình sẽ dùng tỷ giá là tỷ giá mua. À, và khi khai các khoản thuế phải nộp đó, thì chúng ta sẽ dùng tỷ giá tính thuế. Chúng ta dùng hai tỷ giá, màu vàng 22.500 và màu xanh tỷ giá tính thuế 22.500. Ở đây thì tác giả người ta cho hai tỷ giá này bằng nhau. Tuy nhiên là chúng ta đây chúng ta thấy là thầy dẫn bôi highlight hai cái màu vàng và màu xanh để bạn phân biệt. Một cái là chúng ta đang dùng đó là tỷ giá mua, màu xanh đó là tỷ giá tính thuế. Thì như vậy thì khi mình xuất khẩu thì mình cũng ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu
và giá vốn, doanh thu thì mình ghi theo tỷ giá là tỷ giá màu vàng. Và số thuế xuất khẩu phải nộp thì chúng ta tính theo tỷ giá màu xanh với thuế suất là 5%. Và thuế xuất khẩu là khoản thuế nó làm giảm trừ doanh thu của doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu. Đã bút toán mình ghi bạn thấy là nợ 511 và có 3333. Đó là bút toán đã phát sinh ở câu số ở nghiệp vụ dịch vụ phát sinh ở tháng 1 năm mình xuất khẩu. Tới đây mình kịp không? Xuất khẩu ha. Rồi. Bây giờ đến tháng 3 đó thì do trục trặc mình bị trả lại cái lô hàng mà mình đã xuất ở tháng 1. Thì bây giờ mình cũng đừng có thấy gì nó nghiêm trọng. Đây thực ra nó cũng là gì? Hàng bán bị trả lại. Và như vậy là chúng ta sẽ ghi nhận tương tự như nghiệp vụ là gì? Bán hàng và bị trả lại. Và chúng ta sẽ ghi nhận vào tài khoản 521 doanh thu hàng bán bị trả lại. Ở đây chúng ta chỉ cần lưu ý là cái tỷ giá mà chúng ta sử dụng. Các bạn cùng xem. Bây giờ tháng 3 đó thì chúng ta bị trả lại hàng. Thì vào thời điểm mà mình bị trả lại hàng đó thì nếu mình lên trang web của ngân hàng thương mại đó, thì họ cũng công bố 2 tỷ giá mua và bán. Nhưng mà bạn lưu ý ở đây á, là chúng ta không sử dụng cái tỷ giá thực tế mà chúng ta sẽ ghi sổ theo cái tỷ giá mà chúng ở tháng 1 bạn ghi nhận doanh thu và ghi nhận số thuế phải nộp của lô hàng đó. Có nghĩa là bạn đã ghi nhận doanh thu và ghi nhận thuế phải nộp của lô hàng xuất khẩu theo tỷ giá nào thì bây giờ khi bị trả lại hàng bạn sẽ ghi nhận theo tỷ giá đó. Và như vậy bạn thấy là gì? Tôi ghi giảm giá vốn, đúng không? Tôi ghi giảm doanh thu, nhưng mà doanh thu ở đây ấy, là tôi sẽ ghi nó vào năm 21, chi tiết là năm 2012 doanh thu hàng bán bị trả lại. Và tôi cũng dùng đúng cái tỷ giá màu vàng mà ở tháng 1 tôi dùng để ghi nhận doanh thu. Và như vậy bạn thấy là cái năm 11 ở tháng 1 và cái năm 21 ở tháng 3 này nó sẽ bù trừ với nhau, là coi như là nó sẽ xóa bỏ cái nghiệp vụ này. Còn nếu mà bạn dùng tỷ giá khác thì dẫn đến nó sẽ phát sinh trên là tỷ giá, nó xóa bỏ nha. Bạn kịp không? Đây là tháng 1. Tháng 1 năm 11 của bạn là ghi theo tỷ giá nào? 22 500. Thì bây giờ tháng 3 khi bạn bị trả lại hàng thì bạn ghi nhận doanh thu hàng bán bị trả lại theo tỷ giá nào? Cũng 22 500, bằng đúng tỷ giá lúc bạn xuất khẩu. Rồi tiếp, số thuế mà bạn xuất khẩu bạn đã nộp, đúng không? Thì giờ bạn điều chỉnh giảm lại. Thì bạn sẽ ghi là nợ 3333 và có 52112. Thì bạn cũng điều chỉnh theo đúng tỷ giá gì mà bạn đã dùng để xác định số thuế phải nộp ở tháng 1. Đó là tỷ giá mấy? 22 500. Đây là giống nhau nè, không? Mình sẽ dùng bởi vì là trên tờ khai bạn xuất khẩu theo tỷ giá nào thì bây giờ bạn sẽ được giảm theo đúng cái số tiền đó. Chứ không lẽ bạn nói là bạn suy nghĩ đi. Dù bạn nói là hôm tháng 1 em xuất hàng, hôm đó đô mà cái tỷ giá tính thuế là 22 500, đúng không? Cho đến là em nộp thuế là 4.500.000. Rồi bây giờ hôm nay bạn bị trả lại hàng thì hải quan đưa ra cái tỷ giá khác, đúng không? Ở đây tôi ví sợ gì giả sử là không phải là 22 500 mà là 23 23, và bạn tính ra là số thuế bây giờ em được giảm nhiều hơn số thuế em đã nộp. Hải quan chấp nhận không? Đúng không? Đúng không? Hồi trước bạn xuất khẩu thì bạn đã nộp thuế với tỷ giá nào, với trị giá bao nhiêu, thì bây giờ bạn bị trả lại hàng gì thì bạn sẽ được giảm với cái số tiền thuế tương ứng đã nộp. Thì bạn lại đòi theo tính theo tỷ giá hôm nay nữa thì ai chấp nhận, đúng không? Hải quan chấp nhận. Rồi cho nên là thấy gì? Chỉ cần nhớ là ở cái tháng mà mình xuất khẩu, doanh thu mình ghi theo tỷ giá nào, thuế tính theo tỷ giá nào, thì đến cái thời điểm mà mình bị trả lại số hàng đã xuất khẩu thì mình sẽ ghi nhận theo đúng tỷ giá đó. Vậy thôi. Nó không có chênh lệch. Chúng ta đơn thuần là chúng ta sẽ giảm giữa năm 11 và năm 21 nó bù trừ với nhau, đúng không? Giữa nợ và có 3333 nó bù trừ với nhau. Vậy là xong. Không có chênh lệch. Nào, tiếp theo các bạn. Một nhiệm vụ khác là giảm giá hàng bán. Thì cái này đối với các bạn thì chắc quá đơn giản, đúng không? Bút toán giảm giá hàng bán không có gì quá khó. Và sử dụng tài khoản 521, nhưng mà đây là 521.13. Giảm giá thì phải giảm thuế đầu ra 3331.
Tiếp một cái sai sót không trọng yếu ha, sai sót không trọng yếu. Ở đây là chúng ta phát hiện ha, một cái sai sót trong chúng ta đang đứng ở 5N và chúng ta phát hiện một cái sai sót là không trọng yếu của 5N-1. Và sai sót này thì nó làm tăng cái số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Thì ở đây thì chúng ta đang học trong môn kế toán tài chính và chúng ta đang nói đến cách xử lý theo hướng dẫn của kế toán. Thì như vậy thì cái sai sót này là của 5N-1 và chúng ta phát hiện trong 5N. Và do là cái sai sót này theo cái tiêu đề ở trên là không trọng yếu, cho nên là theo kế toán hướng dẫn là chúng ta sẽ điều chỉnh phi hồ tố. Phi hồ tố có nghĩa là gì? Cái sai sót này bạn điều chỉnh ghi thẳng vào sổ kế toán của 5N. Và như vậy do là dẫn đến nó sẽ làm tăng cái số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của 5N. Đấy là mình đang nói là mình đang học trong môn kế toán tài chính. Là chúng ta phân loại sai sót là hai trường hợp, là sai sót năm trước được chia làm hai loại, trọng yếu và không trọng yếu. Thì không trọng yếu thì bạn điều chỉnh ngay, bạn ghi thêm vào sổ kế toán của năm phát hiện sai sót. Nhưng mà lưu ý là khi chúng ta đi làm trong thực tế thì chúng ta lại phải theo hướng dẫn của thuế. Và hướng dẫn của thuế là sai sót của năm nào, khi phát hiện sai sót thì phải điều chỉnh vào cái năm của sai sót, chứ không phải điều chỉnh vào năm phát hiện sai sót. Nghe lùng bùng quá đúng không? Thì cái này lưu ý ha, cái này thì các bạn hãy làm thôi. Ví dụ câu chuyện này mình nói ha, mình đang đứng ở năm 2021, năm 2023. Năm 2023 thì giả sử mình có cái mức bán là mình bán hàng, đúng không? Đó. Bán hàng ghi nhận doanh thu giá vốn, nhưng mà giả sử là tôi quên ghi quốc toán nợ 131 có 511, đúng không? Thì hồi nãy mình thấy gì về mặt kế toán là tôi nói là gì, nếu mà cái này là không trọng yếu này thì tôi sẽ ghi luôn vào năm 2021 là do tăng doanh thu của năm 2024 và sẽ làm tăng cái số thuế phải nộp, nên tôi mới ghi quốc toán là nợ 8211 và có 33334, tức là điều chỉnh phi hồ tố. Nhưng mà về mặt thuế thì không cho các bạn, thuế không cho. Thuế quy định đó là sai sót của năm nào, thì khi bạn phát hiện sai sót, bạn phải chỉnh lại tờ khai thuế của năm mà sai sót. Có nghĩa là năm 2024 mà đang đứng năm 2024 mình phát hiện cái sai sót của năm 2023, thì bạn phải khi bạn phát hiện thì bạn phải mở lại gì? Bạn mở lại cái như vậy bạn giao HTKK, bạn mở lại cái tờ khai quyết toán thuế của năm 2023. Có nghĩa là bạn có luôn rồi, thì khi bạn mở ra nó sẽ kéo xuống toàn bộ doanh thu rồi giá vốn thu nhập tính thuế vân vân. Thì bây giờ là bạn sẽ khai thêm vào cái tờ khai đó cái phần doanh thu của lô hàng và tạm biệt tiền, đúng không? Và bạn xuất vào là bổ sung. Thì như vậy thì khi bạn xuất ra cái file XML đó, bạn nộp trên trang thuế điện tử thì nó sẽ là cái bổ sung lần thứ nhất. Cái tờ đầu tiên là tờ chính thức, thì cái này là nó sẽ gọi là bổ sung lần thứ nhất. Rồi sau khi mình post lên đó và được cơ quan thuế chấp nhận thì chúng ta sẽ nhận tiếp một cái thông báo, đúng không? Là bạn sẽ phải nộp thêm cái số tiền trên lợi số này. Và yên tâm, bạn sẽ nộp cái thông báo nữa là bạn nộp thêm cái số gì, tiền chậm nộp thuế. Thì đáng lý là cái số tiền này á, bạn phải nộp deadline của bạn á, là ngày 1 tháng 4 năm 2024. Bạn biết rồi cái gì? Quyết toán thuế năm 2023 thì mình sẽ có 90 ngày để mình quyết toán thuế và cái hạn chót để mình nộp thuế của năm 2023 là 1 tháng 4 năm 2024, đúng không? Nhưng mà hôm nay, giả sử hôm nay hàng nói chuyện hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2024, bạn mới up tờ khai này lên. Thì như vậy thì người ta sẽ nói gì? Làm ơn tính thêm cái tiền chậm nộp, đúng không? Đáng lý là bạn nộp ở ngày 1 tháng 4 năm 2024 thì bạn tính thêm cái thời gian, chứ đã mà không cần phải tính là cái thông báo của thuế gửi bạn có luôn số tiền, đúng không? Và bạn sẽ có luôn cái chương tiểu mục, bạn kích vào thông báo đó nó sẽ nhảy vô cái phần đọc thuế và cái phần chương tiểu mục nó tự động kéo luôn, bạn không cần biết rồi nữa. Và bạn sẽ nộp số tiền chậm nộp. Còn cái tiền mà nộp thuế thì bình thường nó giống như là bạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì nó sẽ cái chương tiểu mục nó cũng giống như là sao bình thường, còn đây là nó có cái tiểu mục riêng. Thì đó là nói thêm để chúng ta cũng có các bạn cũng đã đang đi làm, đúng không? Mà thấy là
cái cách hướng dẫn này là không chính xác. Thì nhắc lại là đây là mình đang học cho môn kế toán tài chính, nên là sai sót của năm trước thì có hai cách xử lý, tùy thuộc vào tính chất trọng yếu hay không trọng yếu, người ta điều chỉnh là hồi tố hay phi hồi tố. Nhưng mà đối với cái việc mà chúng ta làm trong thực tế thì chỉ có duy nhất một cách làm, đó là sai sót của năm nào thì bạn phải chỉnh lại tờ khai của năm năm sai sót, chứ không chỉnh vào tờ khai của năm phát hiện sai sót. Thì đó là cái chúng ta cần chú ý thêm. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ còn một vài nghiệp vụ nữa, mà thành nghiệp vụ rất đơn giản như là thuế tài nguyên, thuế thu nhập cá nhân, phí trước bạ cho bạn đối chiếu. Thuế tài nguyên là cái khoản thuế mà chúng ta phải nộp khi chúng ta sử dụng ha, trong hoạt động sản xuất. Thì bạn tính nó vào cái gì? 627, thuế thu nhập cá nhân thì nó trừ vào lương của người lao động, 3334. Phí trước bạ xe hơi thì nó đây là khoản phí mà để chúng ta đưa một cái tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Là theo nguyên tắc giá gốc bằng tính vào cái gì? Nguyên giá của tài sản, 211. Rồi, ngoài ra thì chúng ta còn có gì? Thông báo tạm nộp thuế quý 1 ha. Thật ra không có thông báo nào hết đúng không? Cuối quý bạn tự tính ra, tự ước tính số thuế phải nộp và bạn tự kê khai, tự tính ha, và tự nộp. Chứ cơ quan thuế họ đâu có nắm được cái tình hình kinh doanh của mình đâu đúng không? Mình đâu có ước cho họ biết đâu mà họ thông báo đúng không? Này mình tự tính ra. Ha. Rồi, mình được giảm thuế nhập khẩu. Giảm thuế nhập khẩu thì nếu được giảm thuế thì mình đưa vào thu nhập khác. Cuối cùng là cuối quý thì ở đây là mình cái kỳ của mình là kỳ quý, mình khấu trừ thuế thì cái số tiền mình khấu trừ thuế ở đây là 12, nhưng mà chúng ta sẽ ghi giảm thuế đầu ra cho tài khoản 3331 và ghi giảm thuế đầu vào 1331. Chắc đơn giản ha, thấy cũng có thể đơn giản rồi, nộp thuế vân vân, nộp thuế. Sau khi khấu trừ thuế thì số thuế giá trị gia tăng phải nộp còn lại đúng không? Chúng ta nộp thuế, à, mình khấu trừ bớt rồi đúng không? Thì cái 3331 là số thuế còn lại sau khi khấu trừ của số đầu vào 133, mình còn 2 triệu. Thì đó là vài vấn đề chúng ta trao đổi với nhau về cái bài tập này. Thì bài tập này thì giúp các bạn ôn lại, thứ nhất là cái nhóm nợ phải trả như là 331, rồi phải trả về thuế vân vân, mà chúng ta ôn lại các cái kiến thức mà đã học, ví dụ như là tỷ giá, lựa chọn tỷ giá khi hạch toán, khi nào sử dụng tỷ giá mua, tỷ giá bán, rồi tỷ giá tính thuế, cũng như là các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình nhập khẩu và xuất khẩu.